Sau khi lên sóng những tập đầu, Youth of May, tuổi trẻ của tháng 5 do quái vật Baek Sang, Lee Do Hyun và Go Min Si đóng chính đã mở điểm cực cao trên Douban. Youth of May, tựa Việt tuổi trẻ của tháng 5, vượt mặt cả tiền bối Vincenzo của Song Joong Ki khi cán mốc 8,9 điểm trên Douban, đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt của tác phẩm này. Với sự góp mặt của hai tên tuổi diễn viên sáng giá là Lee Do Hyun và Go Min Si, Youth of May đã tái hiện câu chuyện tình yêu của đôi trẻ bằng những thanh âm hoài niệm của thì quá khứ, khiến người xem bồi hồi, xao xuyến trước những thước phim cổ điển ngọt ngào về tình yêu của thập niên 80, nhưng cũng đượm buồn với những định kiến của xã hội, của những ước mơ hoài bão còn dang dở của tuổi trẻ. Với vòng xoáy của lịch sử, họ va vào nhau như định mệnh được sắp đặt. Họ điên cuồng, khờ dại vì chính tình yêu và đam mê của mình. Thế nhưng liệu chuyện tình này có thể đi đến một kết thúc có hậu không? Youth of May đã mang lên màn ảnh nhỏ cả một xã hội cũ của xứ sở kim chi nhờ sự chỉn chu trong bối cảnh, màu phim đến âm nhạc. Chuyện phim Youth of May được tái hiện qua lăng kính của chàng sinh viên Hoang Hee-tae do Lee Do-hyun đóng. Anh là niềm tự hào của tỉnh Quang Chu nhờ danh thủ khoa ngành y, mang theo nỗi đau khóc khoải của những bồng bột tuổi trẻ. Hee-tae trở về quê hương và được sắp xếp ra mắt với cô tiểu thư Lee Soo-ryun do Geum Se-rok đóng. Tuy nhiên, Soo-ryun lại chẳng có tham vọng về việc kết hôn nên đã nhờ cô bạn Kim Mi-young-hee do Go Min-si đóng đến buổi ra mắt thay để đổi lấy tấm vé du học Đức mà Mi-young-hee luôn ao ước. Mi-young-hee ra sức để lại ấn tượng xấu với Hee-tae để phá vỡ hôn ước. Nhưng nào ngờ anh chàng đã biết trước danh tính thật của cô và đã chót yêu cô y tá nghèo này. Dù biết rằng người bố tài phiệt của mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý, cuộc gặp gỡ của Mi-young-hee và Hee-tae chính là sự an bài của bánh xe số phận, là tháng năm ngọt ngào trước khi cơn bão ập đến. Một điểm chung giữa các nhân vật của tác phẩm này chính là họ đều mang theo mình những vết sẹo trong tâm hồn hay những khát vọng cháy bỏng thoát khỏi cái kén của thực tại và số phận. Chàng sinh viên Hoang Hee-tae dù là con của nhà tài phiệt nhưng luôn phải sống dưới ánh mắt khinh bỉ của người đời khi sinh ra dưới danh phận là con của kỹ nữ. Hee-tae luôn bị ám ảnh bởi những sai lầm của quá khứ mà mãi vẫn chưa tốt nghiệp trường y. Về phần Mi-young-hee, cô sinh ra ở gia đình khó khăn nhưng luôn mơ về ước mơ du học Đức nên cô nàng luôn cố gắng chịu đựng những bất công từ công việc và cuộc sống, kể cả chấp nhận đi xem mắt thay cô bạn thân chỉ đổi lấy tấm vé du học. Sinh ra ở thời đại trọng nam khinh nữ, nhưng nữ y tá như Mi-young-hee thường bị quấy rối, nhưng cô là số ít những người dám đứng lên chống lại cái sai. Các nhân vật còn lại cũng dần xuất hiện, là cô tiểu thư Lee Soo-ryun, cô con gái xinh đẹp của gia đình tài phiệt. Nhưng khác với gia cảnh giàu có của mình, Soo-ryun lại chính là người cầm đầu cho phong trào biểu tình tại Quang Chu phản đối chính quyền. Bên cạnh cô em gái đài các là người anh trai của Soo-ryun, Soo-chan, do Lee Sang-ji đóng. Anh là du học sinh từ nước ngoài về, mang theo những tư tưởng phương Tây hiện đại về quê hương Quang Chu. Hình ảnh của Soo-chan đại diện cho những trưởng nam luôn phải bươn trải để gánh vác trách nhiệm của cả gia đình lẫn các mối lo xã hội mà quên đi khái niệm dành cho bản thân. Bên cạnh những ước mơ hoài bão của người trẻ là những định kiến của xã hội cũ đè nặng lên đôi vai của họ cùng những trách nhiệm với gia đình, xã hội. Là người cha vì tham vọng nên đã sắp đặt cho con mình một hôn nhân môn đăng hộ đối, hay những bất công của chính quyền đã vô tình đẩy các cô cậu sinh viên vào cuộc biểu tình đau thương. Lee Do-hyun bùng nổ nhan sắc sau thành công với loạt vai diễn lớn nhỏ ở các tác phẩm thành công như Hotel de Luna, Khách sạn Ánh Trăng, Squid Home, Thế giới ma quái, 18 Again, Trở lại tuổi 18. Lee Do-hyun lại một lần nữa chứng minh thực lực diễn xuất của mình. Quả thực không sai khi nói đây là vai diễn được Donnie đóng giày cho Lee Do-hyun khi anh đã lột tả trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Hoang Hee-tae. Từ lời thoại đến tạo hình nhân vật, dường như cực kỳ ăn khớp với nam diễn viên. Hoang Hee-tae dù sinh ra ở xã hội cổ hủ, nhưng tư duy của anh chàng lại rất đứng đắn và hiện đại. Từ lời nói đến hành động của Hee-tae đều hội tụ đủ các yếu tố của một bạn trai mơ ước của mọi cô gái. Cũng chính vì thế mà không ít khán giả đã đòi gả cho anh chàng chỉ sau 2 tập phim. Tuy nhan sắc của Lee Do-hyun không thuộc hàng cực phẩm, nhưng vẫn thành công thu hút khán giả nhờ nụ cười tỏa nắng và khí chất trai ngoan. Cặp đôi anh em Squid Home tương tác đáng yêu ngọt xớt. Cặp đôi Lee Do-hyun và Go Min Si đã từng hợp tác với nhau ở bom tấn kinh dị Squid Home, nên cũng nhờ thế mà phản ứng hóa học của đôi bạn diễn này cũng tự nhiên và duyên dáng hơn. Youth of May không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn, dí dỏm như màn ra mắt nổi đình đám khắp mạng xã hội của cặp đôi Hee-tae Mi-young-hee hay những lần thả thính bao ngầu của chàng giàu Hee-tae. Dù 5 lần 7 lượt bị khước từ bởi Mi-young-hee, nhưng Hee-tae vẫn luôn âm thầm nỗ lực để giành lấy tình cảm của cô nàng. Về mặt Mi-young-hee, dù luôn tỏ ra chán ghét Hee-tae, nhưng sâu trong tim cô luôn khắc khoải hình bóng của anh chàng từ bao giờ không hay.